mắt cá ngừ quanh lửa hồng mà cả nhà ha. Số 6 chưa rồi đó. Ba bà chân non. Rồi cái món này nè, là không có thể nào mà thiếu ớt xin xanh này. Thơm quá trời luôn á. Cái này là mình làm dập ra rồi. Rồi cái này là cái nước béo từ cái mỡ của gà mình thắng ra, chứ không phải là dùng dầu ăn. Hả? Xin chào cả nhà của mình nha. Thì mỗi khi mà Ngọc muốn ăn lẩu gà lá é Phú Yên và mắt cá ngừ đại dương thì mình luôn nhớ đến quán A7 nha cả nhà. Địa chỉ mình sẽ để ở đây cho cả nhà cùng theo dõi nha. Đây là món mắt cá ngừ đại dương của Ngọc. Cả nhà thấy không? Đang lửa cháy bọc bùng luôn. Bây giờ sẽ để thêm một số cái gọi là cho nó thơm, lao đồ này kia cho nó thơm lên ha. Trời ơi, cái mắt này mắt to lắm cả nhà. Lúc nãy là trước khi ấy là mình đã chụp hình rồi. Ngọc dở lên, Ngọc thấy rất là bất ngờ, nó to đùng luôn ha. Một cái mắt như thế này là với giá là 87.000. Đó, số 6 chưa rồi đó. Nó hết cái thố này luôn. Rồi bỏ thêm một cái phần này nữa. Đó, bỏ một phố thôi. Thích thì bỏ nhiều, Ngọc thì bỏ nhiêu đó thôi cả nhà. Còn lại nữa là một cái món không thể thiếu, đó là món sứa trộn ha cả nhà. Rồi cái còn lại mà cái chính nhất luôn là lẩu. Đó, cả nhà thấy không? Cái phần lẩu gà lá é đây sôi lên rồi, rất là sôi luôn ha. Nhìn sơ bộ rồi cả nhà, nhìn rồi thịt rất là nhiều, nhiều đó, quá trời luôn nè ha. Bây giờ thì Ngọc đang vào bếp để cho cả nhà cùng xem chuẩn bị một cái nồi lẩu gà như thế nào nha cả nhà. Lẩu nhỏ là có măng nè, rồi xong bắt đầu mình bỏ gà vô. À rồi giờ anh làm đi. Rồi xong tới nấm, rồi bắt đầu mới trứng bỏ trên cùng, rồi bắt đầu ớt múc nước vô sau cùng nước béo này nữa. Ra qua tới 5-6 giai đoạn á. Dạ. Anh là người Phú Yên luôn hả? Trời, bây giờ là mình sẽ nhưng cân mà cái này là gà mình đã sơ chớ. Còn cái gà sống ấy thì nó nằm tầm, nếu mà một lẩu nhỏ nằm tầm khoảng gần nửa ký. Dạ. Còn gà mà sơ chớ đâu thì nó nằm tầm 3 lạng rưỡi. Dạ. Đó không, cho nó bị hao hụt lại á. À, anh vừa làm luôn đi em ha. Anh làm luôn để cho em quay cái hình nha. Đầu tiên là mình sẽ bỏ măng vào nha. Xong bắt đầu mình cần gà. Vậy là nếu mà cái nhỏ này là khoảng bao nhiêu? Cái nhỏ này là nằm tầm 3 lạng rưỡi gà chín. Và nếu mà gà sống là gần nửa ký. Dạ. Cái này là gà mình kiểu mình làm đồ hết trơn hả? Gà này là mình sơ chớ rồi, để khi khách vô là mình lấy cho nó nhanh, phải không? Nấm à? Này nấm. Măng là nấm bỏ vào người nào? Măng là bỏ dưới cùng. Sau đó mình sẽ bỏ khoảng 5 tầm là 3 quả trứng. 3 quả trứng non. 3 quả trứng non. Rồi cái món này là không có thể nào mà thiếu ớt xin xanh này. Thơm quá trời luôn á. Cái này là mình làm dập ra rồi. Rồi cái này là cái nước béo từ cái mỡ của gà mình thắng ra, chứ không phải là dùng dầu ăn. Hả? Ý là để vậy là cho nó thơm và nó cái lẩu nó sẽ ngon hơn. Cuối cùng là mình sẽ múc cái nước lẩu này vô. Cái nước lẩu này là mình hầm. Nước lẩu đây là mình hầm từ sáng, dùng toàn là xương gà không. Cho nên nó sẽ ngọt kiểu ngọt cốt luôn là nè. Là kiểu giống như là làm quỵ nguyên cắt cho không có gia quỵ nhiều nữa không. Xong thành phẩm. Đây là món gỏi sứa, mà gỏi này là đặc biệt ở Phú Yên, sứa này ở Phú Yên ngon. Đầu tiên ấy là mình sẽ cho một miếng hành tây, hành tây này bào rồi ngâm với nước đá sẵn để cho nó có độ giòn và nó không được hăng. Thứ hai là mình sẽ có cái đồ gỏi này là có xoài là sống nè, cà rốt nè và ít su tím. Và không thể thiếu là bắp chuối bào. Sau đó mình sẽ cho cái sứa này vào. Cái sứa này ấy là mình đã qua sơ chớ ngâm chua ngọt rồi. Nó có cái độ giòn cứng. Chứ không nếu mà sứa mà đỡ bình thường thì nó sẽ mặn. Không có dùng được. Nhưng mà cái sợi sứa này nó cũng to. Này không to, cái sứa sới này là người ta đã thái ra thành phẩm sẵn đó, là mình sẽ cho vô một bên. Rồi mình sẽ cho rau ra. Rau này là nó gồm rau tía tô, rau nói chung là các loại rau thơm. Món này là
món nổi bật của quán mình luôn không anh ạ? Dạ. Sau đó mình sẽ cho 2 muỗng cốt chanh. Nước cốt chanh. Nước cốt chanh này mình quét ra sẵn để cho khi mà khách vô mình làm cho nó nhanh. Dạ. Rồi mình sẽ... Nước cốt chanh nó là nêm nếm gia vị rồi, chưa? Nước cốt chanh thì nó chỉ là thôi. Cốt chanh thôi. Dạ. Còn cái gia vị là cái nước mắm gỏi này mình đã nấu sẵn. Dạ. À, nước mắm gỏi này mình... chế biến sẵn luôn. À, đúng rồi. Mình cho 2 muỗng. Vậy là khi mà khách order thì mình đúng mới rồi, làm rồi. Để cho cái nguyên liệu nó tươi hơn đúng không anh ha? Nhanh nữa. Dạ. Đó. Rồi, cuối cùng là mình sẽ trộn đều cái phần gỏi này lên. Nhưng mà cái sứa này có giống như kiểu có... ở ngoài quê không anh? Ở ngoài quê luôn. Dạ. Sứa này là nhập từ Phú Yên vô luôn. Dạ. Mình sẽ trộn cái phần gỏi này lên trước, sau đó mình bắt đầu mình mới trộn cái sứa này chung với phần gỏi. Chắc cũng nhanh mà đúng không? Nhanh. Nếu mà món này ấy mà nếu mà làm tầm khoảng là 5 đến 7 phút là đã xong rồi. Dạ. Rồi mình sẽ cho ra cái đĩa. Vậy là xong hết một món. Quên, nãy giờ em quên hỏi là cái phần sứa đó khoảng cỡ bao nhiêu trăm sứa này là 300 gram. Dạ. 300 gram và còn lại là rau củ nha cả nhà. Khi mà mình cho ra dĩa xong này là mình sẽ bỏ hành phi này lên trên. Rồi vậy là trộn xong một món. Và đậu phụ rang. Đậu phụ rang này là không thể thiếu. Anh nhớ là dĩa này giá làm sao mà? Dĩa này là 117k. Dạ. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho mấy cầu ngò lên. Rồi, cho mấy lát ớt lên. Đây là một cái nước chấm. Gọi là một cái dạng như sốt chấm không thể thiếu. Nước chấm lá é, chấm với lẩu ha. Đâm nhuyễn, giả nhuyễn ra, có ớt trong đây nữa ha. Trời ơi, các bạn quê ở Phú Yên chắc hiện giờ đang rất là thèm và đói đúng không? Nhìn thấy mấy cái món này hả, kết hợp nữa là thôi xuất sắc và rất là nhớ quê. Đây, nóng quá nên mình không ăn chung được, mình sẽ gắp ra ngoài cái chén. Đó, xuất sắc chưa? Ở trong đây thì lúc nãy cả nhà có thể thấy là Ngọc đã bỏ những cái phần rau rồi này kia đó, nhưng mà trong đây có cái phần táo đỏ nữa nha cả nhà, là có nghĩa là gia vị nó đậm, có nghĩa là đậm đà mà nó rất là thơm dậy cái mùi của mắt cá luôn đó cả nhà. Độ chắc và độ ngọt nó có nha cả nhà, và đặc biệt là nó sẽ có cái độ béo nữa, ăn càng vào sâu trong con mắt thì nó sẽ có độ béo nữa, thấy không con mắt không, nguyên cái gọi là cái má xong rồi bao gồm cái con mắt ở giữa luôn á cả nhà. Thật sự khi mà Ngọc thèm ăn mắt cá ngừ thì Ngọc luôn nhớ về quán A 7 luôn á. Tại vì món này món là hơi gọi là bestseller luôn rồi. Rồi cái này là mình có thể chấm với cái phần ớt lá é cũng được, hoặc là chấm nước quá trong cũng được. Ngọc nghĩ là Ngọc nên chấm nước muối trong để giữ được cái hương vị. Ngọc thì Ngọc xưa hết, tại vì do là cái này á, mình vừa ăn được cái cốt của phần cá ra trong cái phần lọ này, mà vừa thưởng thức được nguyên con mắt cá mà có phần bao quanh của con mắt nữa ha. Cái này Ngọc thấy là 87.000 bỏ ra rất là xứng đáng. Cả nhà đến đây thì có thử, nhớ thử món này nha. Trời ơi, cái này là càng về tối là ăn càng ngon nha cả nhà. Tại vì càng về tối là Sài Gòn bây giờ là sẽ rơi vào cái mùa lạnh rồi, cho nên thành ra là hả, mình muốn ấm cúng là vô đây quất một cái lẩu gà lá é là hồi xuất sắc luôn. Ở dưới là có mặn, ở trên là có lá é mình mới bỏ vào ha, có thêm nấm nữa. Đó, mặn là mình thấy chua chua, thêm nó cái vị thanh thanh nữa là thấy thích rồi ha. Thấy không, một cái rất là nóng hơi hổi luôn. Đây, thịt nhiều lắm cả nhà. Không chỉ là cái cục Ngọc gấp đâu, mà trong nồi Ngọc thấy là có rất là nhiều. Dạng mình ăn chắc cũng chắc bụng luôn, mình khỏi còn ăn kèm bún mà thấy cũng no với cái nồi lẩu này luôn ha. Thấm vào là nó sẽ chắc nó ngọt nha cả nhà. Không phải nó dai nữa.
Mang loại lượng da nhất định. Ôi trời ơi, mình thích cái phần cái sốt chấm này quá rồi. Cái chấm này ngon ơi là ngon. Chỉ ngon mà thơm mà đậm mà nó lại có hương vị riêng biệt luôn. Không có thể nào mà một miếng chấm nào có thể lẫn lộn vào đây được nữa cả nhà. Đúng rồi, thơm vậy cũng là cái mùi lá é đặc trưng luôn ha. Thêm cái sự chua, không phải cái hậu nhẹ nhàng của măng ha, dịu, thật là dịu luôn. Đậm gia vị ngọt thì không có, nhưng mà lại đổi lại thì nó sẽ thơm ngon theo kiểu là trong lành, hợp lý. Tú ăn tươi ngon cả nhà. Hôm nay Ngọc thấy là mình quay lại đây ha, quán cũng không làm mình thất vọng bởi vì á, Ngọc ăn cái gia vị hồi trước đây Ngọc ăn như thế nào, hôm nay Ngọc thấy là cảm nhận là nó vẫn nguyên vẹn như vậy nha. Và nếu mà nhớ đến Lẩu Gà cả nhà ghé thử ở chỗ này ha, hoặc là những bạn mà chưa biết, Ngọc nghĩ là chắc đa phần là các bạn đã biết rồi tại vì quán rất là lâu rồi, nhưng mà nếu mà bạn nào mà chưa biết thì có thể là ghé thử nha, thử xong rồi nhớ là chia sẻ cho Ngọc biết là cả nhà nghĩ như thế nào. Nhưng mà nhớ là ba món ngày hôm nay là ba món rất là đặc trưng luôn ha. Cứ sợ là quán gà lá é A7 là sẽ ra cả nhà, đó nhiều lắm, gà lớn rồi nhỏ rồi hả, các lòng gà trái tỏi luôn hả, có đủ món hết. Thì cả nhà đến đây là coi như là thưởng thức đủ những đặc sản của Phú Yên luôn á. Rồi thôi, video mình sẽ tạm thời kết thúc ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo. Ăn quay phim cho cả nhà xem vòng vòng quán một xíu nha, sơ thôi. Bye bye cả nhà.